Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay cùng mình xem một cái đơn U sẽ có một số cái gì nó mới nha các bạn. Thì đây mình vừa nhập đây là hai thùng nước giặt nha các bạn, loại 3/6 này. Đợt này bên U thấy đang có một cái chương trình Tết này các bạn. Loại túi này này. Thì hôm nay cùng mình thử bóc xem là nó đang có cái chương trình khuyến mại hay là chương trình gì trong cái dịp chuẩn bị Tết này nha các bạn. Thì bây giờ cùng mình đi bóc hộp nha. Bóc hộp này. Ok. Đây các bạn, thùng này gồm có 3 túi nha các bạn. Đây cái màu nó màu 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 bây giờ nước giặt nó cũng có cả màu Tết luôn các bạn, không phải là nước ngọt hay là cái gì liên quan đến Tết mà là bây giờ nước giặt họ cũng ưu tiên là bao bì Tết luôn nha các bạn. Đấy. Đây trên tay mình đây đang là một cái túi nước giặt Omo loại 3/6 này các bạn này, 3/9 nhỉ. Của bên ngoài ghi 3/ loại này 3/9 nha các bạn. Thùng dưới của mình là 3/6, thùng trên là 3/9. 3/9 thì nó là loại không comfort. Dạ. 2 triệu à? Ok các bạn, trên tay mình đây đang là một túi Omo đấy, loại 3/9 nha các bạn. Thì loại 3/9 thì nó sẽ là không có comfort nha các bạn, còn lại 3/6 thì nó sẽ có một một cái vỏ bao bì đấy là in hình một comfort đấy. Thì đợt này Tết nên là cái bao bì nó cũng có một chút khác biệt, đấy là nó có hoa màu, nó rất là không khí Tết nha các bạn. Và đợt này đang có tặng kèm thêm một cái túi nước giặt dùng thử này. Tặng kèm. Đấy. Và hôm nay đang có chương trình Tết nha các bạn. Cùng mình xem là cái chương trình Tết nó sẽ gồm có những cái gì nha các bạn. Chương trình Tết tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng. Bao gồm đấy là 333 cái tủ lạnh, 260 cái máy giặt và 137.000 thẻ nạp, thẻ cào điện thoại nha các bạn. Đấy. Chương trình khá là lớn. Đây các bạn lật về đằng sau. Đằng sau nó sẽ gồm có các cái thông tin khuyến mãi và cách để tham gia các cái chương trình của Unilever. Em lấy chưa? Ok các bạn, để tiếp tục nha các bạn. Từ đằng sau nó sẽ gồm có các cái chương trình tham gia cái chương trình tham gia giải thưởng Tết này nha các bạn. Đấy, và đằng sau có cái hướng dẫn tham dự chương trình này.
Bước 1 thì cắt và tìm mã số dự thưởng được in bên trong gói tại khu vực được đánh dấu trên trên bao bì sản phẩm nha các bạn. Bước 2 đấy là truy cập vào website Omosa Trương Thịnh Vượng chấm quà tặng Unilever.vn hoặc quét mã QR có ở bên dưới này nha các bạn. Đây, các bạn có thể quét cái mã QR này khi mà cắt cái mã ở bên trong cái túi này thì phải nha các bạn. Đấy, bước 3 là điền thông tin và mã số dự thưởng theo hướng dẫn. Ngay lập tức các bạn sẽ được một lượt quay may mắn và cơ hội trúng trúng thưởng lì xì Tết may mắn, đồng thời thông tin của bạn sẽ được ghi nhận và tham gia thêm các cái chương trình quay số trúng thưởng sắc hương thịnh vượng sau đó với cơ hội trúng giải thưởng may mắn. Đấy là một máy giặt hoặc tủ lạnh mỗi tuần nha các bạn. Đấy. Thì không biết là cái chỗ cắt là chỗ nào này. Mình chưa thấy cái chỗ để cắt này. Tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng lì xì may mắn. Chương trình sắc hương thịnh vượng tổng giá trị là 8 tỷ đồng và cộng dồn lại nó là rơi vào 10 tỷ đồng nha các bạn. Đây. Mình đã thấy cái khu vực để các bạn có thể cắt được cái mã này nha các bạn. Ngay ở trên đầu của cái túi này nha các bạn. Đây, khu vực này. Các bạn sẽ cắt ở khu vực này thì nó sẽ có một cái mã dự thưởng để các bạn có thể tham gia cái chương trình quét quét mã vạch ở đây nhá các bạn. Đấy. Thì cái này mình cũng không 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 chưa thể cắt được nha các bạn vì nhà mình mới 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 sử dụng một túi nước giặt ngày hôm qua nên là đang còn khá là nhiều, bây giờ cắt ra không sử dụng hết nha các bạn. Thì bây giờ mình cái này thì để cho khách hàng sẽ may mắn khi mà mua cái sản phẩm của Unilever này nha các bạn. Đó. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn cách tham gia chương trình và hướng dẫn các bạn làm sao để có cái mã tham gia chương trình của Unilever thôi. Đấy, còn mình hôm nay mình không 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 thử vận may nha các bạn. Thì mình biết vận may của mình như thế nào rồi các bạn. Quá chi là may mắn luôn. Đấy, quay thì không bao giờ trúng một cái gì luôn. Đó. Thì hình như là chỉ có mình nước giặt loại 3 cân 6 và 3 cân 9 này là có chương trình cắt thẻ tham gia dự thưởng thôi nha các bạn. Còn lại các mặt hàng khác thì không có. Đấy. Thì cái đơn hàng của ngày hôm nay mình nhập đến là 3 triệu đồng. Bao gồm có hai thùng nước giặt này, hai thùng sốt và một thùng một túi Omo và 6 chai Vim loại nhỏ, hai vỉ PS trẻ em loại 35 g và một thùng viên treo bồn cầu nha các bạn. Tổng đơn hàng là 2.956.000. Đấy. Thì đây là cái mã của bên U khi mà giao đến khách hàng nha các bạn. Những cái đơn hàng của U mà không phải là cái mẫu mã như thế này, không phải mã đơn như thế này thì các bạn nên cẩn thận không là bị lừa đảo nha các bạn. Đấy. Ok các bạn, mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video này hay thì để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.